Chương 661, các vị nhất định phải trở về an toàn nhé. Lê Văn Vân mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vậy mà lại là sáng sớm. Khi bọn họ rời Yên Kinh, trời đã gần sáng, kết quả khi tỉnh dậy vẫn là buổi sáng. Hoàng hôn đang từ từ nhô lên khỏi mực nước biển, Phạm Nhược Tuyết nhíu mày hỏi, nhảy dù à? Lê Văn Vân gật đầu nói, "Ừ, nhảy dù, hơn nữa cố gắng nhảy ở những nơi vắng người. Nếu trực tiếp nhảy vào thành phố chúng ta có thể sẽ bị rất nhiều người nhắm tới ở khu tội ác nổi tiếng không phải là một chuyện tốt khiêm tốn một chút cho thỏa đáng phi trương văn hà ở một bên nói lão đại anh lấy mặt mũi đầu ra mà nói được những lời này thề lê văn vân vội ho khan một tiếng nói tóm lại là chọn một bãi biển tương đối hẻo lắng để nhảy đi đã đến nơi rồi cố bạch chỉ vào phía dưới sau đó bắt đầu cúi lưng xuống công theo một loạt hành lý của chính mình Lê Văn Vân cũng bắt đầu mặc. Anh chỉ có một chiếc ba lô, đương nhiên bọn họ không dùng loại ba lô của người gác đêm. Nếu đeo ba lô của người gác đêm thì bọn họ sẽ rất dễ làm người khác chú ý. Ở những thành phố khác, có lẽ người gác đêm rất được hoan nghênh, nhưng ở nơi như khu tội ác, nếu một người tự bại lộ mình là người gác đêm, vậy số phận của người đó nhất định sẽ không tốt lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuẩn bị sẵn sàng thì nhảy thôi lê văn vân nói cố bạch anh dùng chân khí khống chế điểm rơi của chúng ta đi được rồi cố bạch hì hì nói theo lý thuyết chuyện này hẳn là do lê văn vân thực hiện nhưng vào lúc này trong cơ thể của lê văn vân không có chân khí vì vậy chỉ có thể giao cho những người khác làm vù 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 nói rồi tất cả đều nhảy xuống từ trên trời cao bay xuống phía dưới phía sau giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vọng ra, các vị nhất định phải trở về an toàn nhé. Tôi về rồi thì có nguyện ý gả cho tôi sao? Cố bạch hét lớn. Tất nhiên, không ai đáp lại anh ta. Tiếng gió rít bên tại Lê Văn Vân, anh cử thế rơi dần xuống. Thấy cách đất càng ngày càng gần, anh trầm giọng nói, bung dù. Bài tập nhảy dù là một khóa học bắt buộc đối với người gác đêm, và hầu như người gác đêm nào cũng là một bậc thầy về nhảy dù. Tổng cộng có 5 chiếc dù bay lên cố bạch điều khiển những chiếc dù từ từ hướng về bãi biển chẳng mấy chốc sáu người đã đáp xuống mặt đất một cách chính xác lê văn vân sửa sang lại một chút cởi bỏ chiếc dù trên người xuống sau đó hoạt động thân thể một tí nhìn về phía những người khác rồi nói đều đến rồi nhỉ ở đây ở đây cố bạch nhích lại gần lê văn vân thở phào nhẹ nhõm anh dùng vải bọc đạo phá không và đạo vô danh rồi mang chủng trên lưng người khác cũng vậy Tuy nhiên bọn họ không đeo song đao mà là đeo đơn đao. Mang theo song đao, một dài một ngắn, thực chất cũng là một dấu hiệu của người gác đêm. Vì vậy, Trương Văn Hà và Cố Bạch đều là đơn đao. Về phần Lý Thu, anh ta thậm chí còn không mang theo vũ khí, chỉ quấn khẩu súng bắn tỉa trong một miếng vải và mang nó trên lưng. Trong trường hợp Lê Văn Vân không hồi phục chân khí, bắn tỉa của Lý Thu là thứ duy nhất của tiểu đội bọn họ có thể sinh ra uy hiếp đối với siêu cấp anh ta cũng là chiến lược mạnh nhất trong đội ngũ nhỏ bé này hiện nay. Sau khi mọi người sửa soạn xong xuôi, Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi nói, xuất phát thôi. chương 662 mọi người ở khu tội ác này đều là thổ phỉ. Đây là quy tắc sinh tồn ở khu tội ác, nhà ở đây không cần phải bỏ tiền ra mua, chỉ cần nhà ven đường không có người là có thể dọn đến ở. Tất nhiên, nếu có thích một ngôi nhà tốt, chỉ cần nắm đấm của cô cứng hơn người ta là có thể đuổi người ta đi. Cố bạch cười nói. Phạm nhược tuyết ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ rằng nơi này lại là như thế này. Cố bạch cười nói, đương nhiên, những nơi xa hoa hơn thì thường người ở đó cũng tương đối lợi hại. Mọi người ở khu tội ác này đều là thổ phỉ. Được rồi, để tôi xem các anh giành như thế nào. Phạm nhược tuyết cười nói. Sau đó bọn họ đợi bên vệ đường. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ hóng gió trên đường suốt một tiếng đồng hồ một chuyện khiến bọn họ có hơi xấu hổ đã xảy ra bọn họ không gặp được một chiếc xe nào chết tiệt xem ra chúng ta đã nhảy quá xa rồi không có cái xe nào chạy qua hết cố bạch không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu nói thật vậy nơi họ nhảy dù gần như ở rìa của hòn đảo nhỏ khoảng cách đến khu tội ác tương đối xa xôi tu 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 trong lúc đang nói chuyện bọn họ nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe vận tải đang xuất hiện trong tầm mắt chậm rãi lái về phía bọn họ. Cướp xe tải à?" Lý Thu hỏi. "Cướp, mắc gì không cướp?" Cố Bạch cười mũi nói, "Bà nó, ở khu tội ác không có người tốt. Lát nữa tôi sẽ dừng xe lại, nếu bọn họ không dám dừng thì tôi sẽ trực tiếp đi lên buộc xe dừng lại." Tu tu tu, chiếc xe tải đang càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc nó đã đến gần bọn họ. Cố Bạch chủ động đưa tay ra, vẫy vẫy. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Sau đó bên trong xe, một cái đầu thò ra ngoài. Ông ta ăn mặc rất giản dị, trên đầu vẫn còn dính nhiều bùn đất. Trên ghế phụ là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên tay ôm một đứa trẻ cũng dính đầy bùn đất. Cô bé bị phơi nắng nên tóc hơi vàng, có vẻ như âm dương rối loạn, nhưng trên khuôn mặt của cô bé mang theo nụ cười, chớp mắt nhìn về phía đám người Lê Văn Vân. Người đàn ông trung niên đánh giá mấy người Lê Văn Vân. Khi ánh mắt rơi vào trên quần áo của mấy người Lê Văn Vân, ông ta hơi nhíu mày hỏi là người vừa mới bị trục xuất đến nơi này sao lê văn vân gật đầu người mới à người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế phụ lái lộ vẻ hiền lành trên khuôn mặt bố nó no à người mới đến đảo tiện thể đưa họ đi một đoạn đi nếu để bọn họ tự mình đi đến thành phố bên kia thì có thể sẽ bị người khác hại bọn họ đều có vũ khí người đàn ông trung niên cau mày chú à chú yên tâm đi chúng cháu không có ác ý lúc này Phạm Nhược Tuyết mở miệng nói, "Chú có thể đưa chúng cháu đến khu tội ác được không? Chúng cháu bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho chú." Người đàn ông Trung niên suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng nói, "Như vậy cũng được, nhưng tôi nói cho các cô cậu biết, tôi cũng từng luyện võ đấy, tốt nhất các người đừng có chủ ý xấu xa gì." "Sẽ không đâu," Phạm Nhược Tuyết nói. Chương 663: Khu tội ác vẫn còn người tốt. Tốc độ của xe tải này không nhanh con đường này dường như cũng không được sửa chữa gì nhiều, xuất hiện một số ổ gà. Nhưng đối với đám người Lê Văn Vân mà nói, bọn họ đều không có cảm giác gì cả. Bọn họ với tư cách là người gác đêm, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy bọn họ cũng đều đã trải qua, huống chi chỉ là như vậy. Đang lúc mấy người trò chuyện, đột nhiên có lúc bọn họ đồng thời dừng nói, bên tai lọt vào một đoạn đối thoại. Bố no à, những người này hẳn là vừa mới đến. Những người này chắc không giống với những người khác, sau khi chúng ta đưa bọn họ đến khu tội ác, cho bọn họ tự sinh tự diệt, có thể sẽ rất khó khăn cho bọn họ. Đặc biệt là trong số họ còn có hai cô gái, cô gái nói chuyện với chúng ta lại có bộ dạng rất xinh đẹp. Người phụ nữ trung tuổi nói. Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Bà đừng có nhiều chuyện nữa." Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, "Ông ta nói, ở cái nơi quỷ quái này, chúng ta tự nuôi sống chính mình cũng khó khăn." Bọn họ có tận 5 người, bà đừng có bao đồng nữa, trước kia chịu thiệt còn chưa đủ nhiều à. Những người đó đều cầm vũ khí, bà có biết bọn họ vì sao bị lưu đày tới đây không? Bà cho rằng bọn họ là người tốt à? Tôi thấy giống người tốt lắm." Giọng người phụ nữ trung niên vang lên, "Nhà của chúng ta cũng có hai tầng, cứ dọn dẹp tầng trên sạch sẽ cho họ ở. Nhiều người sẽ náo nhiệt hơn một chút, cũng có cảm giác an toàn hơn một chút." "Bà đừng có quá tốt bụng." Người đàn ông trung niên nói nhiều nhất là giữ bọn họ lại ăn cơm một buổi trưa nói cho bọn họ biết về quy tắc sinh tồn ở nơi này một chút còn chuyện khác thì cứ mặc cho bọn họ đi tôi cũng đã từng nói với bà bao nhiêu lần rồi lo cho cuộc sống của mình là được người phụ nữ trung niên thở dài một hơi bên cạnh cô bé kia nói bố ơi con muốn chơi với chị gái xinh đẹp đó ở phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của họ đám người lê văn vân trở nên hơi trầm mặc khu tội ác không có người tốt đây là nhận thức của họ về thành thị này. Những người ở đây sẽ không chủ động giúp đỡ người khác, ngoại trừ những người cùng một phe với bọn họ. Hầu hết mọi người đều thờ ơ với người lạ. Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng nghe vào tai khiến cho người ta cảm thấy một loại khác thường. Tất nhiên, Lê Văn Vân cũng không nghĩ rằng bọn họ đang cố tình nói cho mình nghe. Tạp âm của chiếc xe này lớn đến mức nếu không nói ở âm lượng cao nhất thì mấy người Lê Văn Vân hoàn toàn không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu người đàn ông trung niên này nhìn ra đoàn người của mình là đỉnh cấp, lại có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không dám đưa đám người Lê Văn Vân lên xe của mình, trừ phi ông ta rất lợi hại. Nhưng nếu ông ta rất lợi hại, ông ta cũng không cần phải dựa vào việc vận chuyển rau dưa này để kiếm sống. Bét nó, cổ bạch mắng, khu tội ác vẫn còn người tốt. Cử làm bộ như không biết, quan sát đo lường một chút. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, nếu bọn họ là người tốt thật sự, chúng ta tìm cách sống ở trong nhà bọn họ. Sau này, giúp bọn họ một tay. Những người khác cũng gật đầu. Chiếc xe từ từ tiến về phía trước với tốc độ rất chậm. Lái xe khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến gần khu tội ác. Từ xa đã nhìn thấy hình dáng của thành phố. Sau đó, chiếc xe tải chạy vào bên trong khu tội ác. Chương 664 người gác đêm có nhìn thấy không? Địa phương như thế này không nên tồn tại. Phạm Nhược Tuyết không thích loại môi trường này cho lắm. Cô cảm thấy dưới hoàn cảnh của xã hội hiện đại, một nơi như vậy không nên tồn tại nữa mới đúng. Lê Văn Vân cười nói, nơi này là thiên đường cho những người đến từ thế giới ngầm. Nếu nơi này không tồn tại, em đã bao giờ nghĩ đến việc đưa nhiều người của thế giới ngầm đến thành phố nơi chúng ta sống chưa? Và lại hầu hết những người này đều là kẻ ác phạm tội, sẽ gây ra hậu quả gì, người gác đêm có nhìn thấy không? Phạm Nhược Tuyết sững sờ một lúc, sau đó thở dài thườn thượt. Nơi chúng ta tới có vẻ là khu đông, đúng lúc này, Trương Văn Hà cao mày nói. Chiếc xe tải đang chạy trong thành phố, thỉnh thoảng có người chú ý đến bên này. Khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đang ngồi trong xe, khóe miệng họ đều hiện lên một tia khinh thường. Chiếc xe chạy qua thành phố và đi về phía rìa, hầu hết những người sống ở rìa thành phố đều ở tầng lớp dưới cùng của khu tội ác. Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ không phải lo lắng lắm về nhà cửa, chỉ là những nơi có thể sinh sống không tốt mà thôi. Cuối cùng chiếc xe tải cũng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ. Lê Văn Vân ở trên liếc mắt nhìn thoáng qua, tòa nhà nhỏ này có hai tầng, nhưng không được trang hoàng gì nhiều. Xung quanh cũng có một số người, thậm chí không ít, mật độ dân cư cũng khá dày đặc. Tuy nhiên biểu cảm của bọn họ khi nhìn thấy Lê Văn Vân lại không mấy thân thiện và có chút kỳ quái. Khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Phạm Nhược Tuyết, ai đó thậm chí còn huyết sáo. Yo, ông lại, lại là mẹ con bé sinh lòng tốt bụng đón một số người mới đến đây nữa à? Chật chật chật, lần này có phải nhìn thấy có cô gái xinh đẹp nên muốn mang về làm vợ bé cho mình không? Xung quanh vang lên một số lời trêu chọc. Cút cút cút, người đàn ông trung niên nhảy xuống mắng, vẻ mặt không kiên nhẫn, không thấy những người tôi mang về đều có đạo sao. Bọn họ đều rất là lợi hại, tất cả đều là cao thủ đỉnh cấp ông đây còn chờ dựa vào bọn họ mà chờ mình này, các người thì biết cái gì. Giọng ông ta trầm xuống, chung quanh lại là một chàng cười vang lên. Bọn họ là đỉnh cấp mà lại đi ngồi xe chở rau của ông Á. Hiện tại trong nhà ông lại có thêm mấy miệng ăn nữa, đến lúc đó tiền chở rau trong tháng này của ông cũng trả đủ nộp phí bảo kê đầu nha. Xuống xe đi, đừng để ý tới những người này, đi vào nhà với tôi. Lúc này, Người phụ nữ trung niên ôm theo đứa bé nhảy xuống từ trên xe, nhanh chóng nói. Đám người Lê Văn Vân gật đầu, cũng nhảy xuống từ trên xe. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói, bọn họ hình như chỉ nhìn thoáng qua chúng ta là có thể nhận ra chúng ta là người mới. Chương 665 chỉ cần chân khí của anh khôi phục. Lời nói của cô bé khiến Phạm Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người. Bên cạnh, Lê Văn Vân khẽ cau mày. Ở hòn đảo nhỏ này học hành là việc mà chỉ những người thực sự có thể lực mới có thể làm còn những người như gia đình cô gái bé nhỏ này là những người ngoài rìa nhất trong thành phố này đang phải vật lộn để kiếm đủ cơm ăn áo mặc tất cả những gì họ lo lắng là làm sao để tồn tại và bước tiếp đối với việc học tập nó quá xa xỉ đối với họ hai cô gái phạm nhược tuyết và trương vãn hà đều cảm thấy sống mũi mình hơi đau xót trên gương mặt lạnh như băng của phạm nhược tuyết lộ ra một nụ cười tươi ấm áp cô xoa đầu cô bé và nói ừ thế giới bên ngoài có trường học trong trường học đều là những bạn nhỏ cùng tuổi với em sinh hoạt của các bạn ấy rất hòa bình không thể đánh nhau cô bé lắng nghe đôi mắt của bé như muốn phát ra ánh sáng thật sao thật sao bé gái lộ vẻ mặt hưng phấn nhưng lại không có cảm giác sợ người lạ cô bé kéo một cái ghế dựa lại gần ngồi trên ghế nói chị gái xinh đẹp chị có thể kể cho em nghe chuyện ở bên ngoài được không được Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Đám người Lê Văn Vân lắng nghe bên cạnh mà cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh không thể ngờ rằng trong xã hội hiện đại, trên hòn đảo này lại có tình trạng như vậy. Tất nhiên, thế giới này là như vậy, mỗi một địa phương đều có những quy luật sinh tồn của riêng nó, kể cả mọi thành phố và mọi quốc gia. Lê Văn Vân thở dài một hơi, kéo ghế ngồi xuống. Đối với anh bây giờ mà nói, anh không có thời gian nghĩ tới những chuyện này. Anh không thích nơi này cho lắm anh nghĩ nên sớm khôi phục chân khí một chút sớm tìm được bọn liễu ngọc và khương vĩ sau đó mau chóng rời khỏi nơi này tất nhiên theo cách nói của hồng mai quế hiện nay bùi nghinh tùng đang trốn ở khu tội ác anh còn muốn tìm được người này sau đó làm thịt ông ta đợi cho tất cả mọi chuyện chấm dứt anh sẽ rời khỏi nơi này và đi tìm đem quá trình này anh cảm thấy hẳn là không lâu chỉ cần chân khí của anh khôi phục điều quan trọng nhất là anh phải sống sót qua kiếp nạn của hai ngày sau. Tin tức mà đem cung cấp cho anh là sẽ xuất hiện tại khách sạn Fest trong vòng 3 ngày. Bọn họ đã đến trước hai ngày, thời gian hai ngày này cũng đủ để bọn họ làm rất nhiều việc. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, lại là một trận tranh chấp nhỏ tiếng khác lọt vào tai họ. Audio điện tử võ tấn bền chương 666, anh xem tiền thuê nên trả như thế nào? Cố Bạch có kinh nghiệm ở khu tội ác, biết thuốc lá ở đây không dễ hút, mà bản thân lại mắc chứng nghiện thuốc lá nên đã mang rất nhiều thuốc đến đây. Sau khi lấy ra, anh ta suy nghĩ một chút, đặt lại, sau đó từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá rồi đi đến cửa. Ở khu tội ác, thuốc lá bên ngoài khá đắt tiền. Anh ta đưa một điếu thuốc, ngộ nhớ bọn họ bị phát hiện ra thì có lẽ không nhất định là chuyện gì tốt đối với cả gia đình loại chuyện vô cùng phổ biến ở thành phố bên ngoài có thể là một rắc rối lớn đối với những người bình thường ở khu tội ác đại ca bọn họ không phải là người xấu nếu có thể chúng ta vẫn nên giúp họ một chút đi lý thu cởi ba lô của mình xuống rồi nói lê văn vân gật đầu nói ừ chúng ta cùng sống với những người này đúng lúc cũng là ở khu đông tiện để chúng ta điều tra phạm nhược tuyết và trương vãn hà ở bên cạnh trò chuyện với bé gái trong ánh mắt bé gái lóe lên ánh sao, toàn thân đều vô cùng hưng phấn. Sau khi suy nghĩ, Trương Văn Hà lấy ra một miếng sô-cô-la từ trong túi sách đưa cho bé gái. Bé gái có vẻ như là lần đầu tiên thấy nên chỉ nhẹ nhàng liếm một miếng, hưng phấn đến độ nhảy dựng lên. Cô bé không nỡ ăn tiếp, thận trọng cất vào, sau đó hưng phấn chạy về phía phòng bếp. Lần đầu tiên Lê Văn Vân nhìn thấy một làn nước sương mù trong mắt Phạm Nhược Tuyết. Ngay sau đó, cô đứng dậy, Nhìn Lê Văn Vân và nói với giọng điệu kiên quyết, "Lúc rời đi, em muốn dẫn cả nhà bọn họ đi." Lê Văn Vân chết lặng. Ở khu tội ác, những gia đình như vậy thật sự có quá nhiều, có cứu vớt cũng chẳng thể cứu vớt hết được. Nhưng Lê Văn Vân sẽ không từ chối yêu cầu của Phạm Nhược Tuyết. Anh gật đầu nói, "Được." Mấy người ngồi xuống, cô áp lực sau khi đến khu tội ác, ngay cả mấy người Lý Thu đã từng đến đây một lần, đều có phần không thể chịu đựng được. Cô bạch bước tới cửa ngồi cùng người đàn ông trung niên đưa cho ông ta một điếu thuốc người đàn ông trung niên nghĩ ngợi rồi cầm lấy khoảng một giờ sau đám người lê văn vân được gọi ra bàn trên bàn có ba đĩa đồ ăn một đĩa khoai tây cắt nhỏ một đĩa thịt xào với một số loại rau ngoài ra còn có một nồi rau luộc bên cạnh có vài quả ớt có thể dùng để nhúng rau luộc ăn kèm mỗi người một chén cơm đừng chê bai chúng tôi cũng là những người nghèo nhất ở khu tội ác đây là giới hạn của chúng tôi rồi Người phụ nữ trung niên nói. Không chê, Phạm Nhược Tuyết nói nhanh. sáu 667 mọi người đều khiêm tốn một chút cho tốt. Lại Tuấn thở ra một hơi, nghiến răng nói, 100 Luca. Luca, là tiền tệ của khu tội ác. Lê Văn Vân ngứa ra, 100 Luca ở khu tội ác, quả thực là rất ít. 100 Luca, thậm chí có thể không mua được một miếng thịt lợn. Quá, quá nhiều sao, Lại Tuấn hơi bối rối không nhiều lắm, Lê Văn Vân nở một nụ cười tươi giói với ông ta. Cứ như vậy, đám người Lê Văn Vân đã thuận lợi sống trong nhà của Lại Tuấn. Bọn họ dọn đồ đạc của mình lên tầng 2. Phía dưới, nhà đầu ở nhà chơi ngoài sân một mình, trong khi vợ chồng Lại Tuấn lái chiếc xe tải chở rau đó đến chợ ở khu đông. Tất nhiên, rau không phải của bọn họ, vợ chồng bọn họ chỉ chịu trách nhiệm chuyên chở mà thôi. Bởi vì Lại Tuấn biết lái xe, và công việc này là nguồn sống duy nhất của bọn họ mỗi ngày bọn họ chờ một chuyến, có thể kiếm được 100 đồng Luca. Mỗi tháng, từ trước đến giờ, bọn họ đều làm việc liên tục không nghỉ ngơi. Dưới tình huống như vậy, tiền lương một tháng của bọn họ cũng chỉ khoảng 3 ngàn. Ngoài ra, để có cuộc sống ổn định ở nơi này, bọn họ phải trả phí bảo kê cho khu vực của khu đông. Phí này tính theo đầu người, tức là 500 Luca một người. Vì vậy, hàng tháng đối với họ, chi phí sinh hoạt của gia đình ba người vào khoảng 1.500 Luca. Tuy nhiên, giá hàng nơi này không hề thấp, 1.500 chỉ có thể duy trì cuộc sống cơ bản của bọn họ. Vì vậy, lại dĩnh trông có hơi suy dinh dưỡng, tóc hơi khô vàng. Lúc này, trên tầng 2, nhóm 5 người Lê Văn Vân đang ngồi ở đó, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lê Văn Vân. Tiếp theo làm gì, Lý Thu hỏi. Chúng ta phải gặp vị kia một chút mới được, ông ta có thể nắm được hầu hết thông tin ở khu tội ác, chắc hẳn ông ta có biết tình hình của bọn số 2. Lê Văn Vân nói, tiếp theo nếu có thể, tôi định xin ông ta một ít tiền. Ở bất cứ nơi đâu, không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Lý Thu Cao mày nói, ông ta, sợ là không muốn cho đấy, hay là tôi chém giết thế lực này nhé. Lê Văn Vân lắc đầu nói, đây là khu tội ác, nhiều cao thủ lắm. Trừ phi chân khí của tôi khôi phục mới có thể rêu rao một chút trong trường hợp chân khí của tôi chưa khôi phục thì nên khiêm tốn một chút xíu cho thỏa đáng. Nhưng tôi đoán, vị kia vẫn bằng lòng cho đấy, dù sao thì quan hệ của tôi với ông ta cũng không tệ. Lê Văn Vân cười nói, quan hệ không tệ cái quỷ á. Lý Thu mắng một câu, tôi cảm thấy nếu anh đi qua đó thì mấy người chúng ta đều sẽ bị ông ta lột ra hết. Người các anh đang nói là ai? Là vị đứng thứ hai trong thiên bảng à? Phạm Nhược Tuyết hỏi, Lê Văn Vân quen à? Ừ, Lý Thu gật đầu. Lúc này, Lê Văn Vân mới đứng lên nói, hai, nói tóm lại, ba người chúng ta đi đến đó một chuyến trước. Bác sĩ Phạm, em và Vãn Hạ đừng đi ra ngoài nữa, cách ăn mặc của các em rất dễ thu hút. Mức độ nguy hiểm của phái nữ. Khu tội ác lớn hơn nhiều, không cần thiết phải lộ ra ngoài. Mọi người đều khiêm tốn một chút cho tốt. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà gật đầu. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói, bản thân anh cẩn thận nhé. Không thành vấn đề có lý thu và cố bạch ở đây cho dù đây là khu tội ác số người có uy hiếp với chúng ta cũng có hạn lê văn vân cười nhẹ nói phạm nhược tuyết gật đầu và nói vậy được các anh cẩn thận em và vãn hạ ở lại đây ổn định trước sau khi nói rõ với cả hai người ba người lê văn vân bèn chọn ra ngoài từ vùng ven thành phố vào trung tâm thực ra cách không gần sau khi ra khỏi cửa ba người lê văn vân đi bộ về phía trung tâm thành phố chương 668, chuyện cuối cùng. Thứ hai, chắc nhất mình thần ở trong người gác đêm, bên trong người gác đêm có một số quy tắc và hạn chế, nhưng người trước mặt hoàn toàn không có. Bản thân ông ta đã là chúa tể của thành phố tràn ngập tà ác này. Ông ta là người tạo ra quy tắc của khu tội ác, và ở một mức độ nhất định, cũng là chủ nhân của khu tội ác. Ông ta chính là người thứ hai trong thiên bảng, SD Hotsis. Lê Văn Vân từng ở khu tội ác và có một số giao dịch với ông ta, không biết có phải là do liên quan người gác đêm của Lê Văn Vân không, ông ta không quan tâm lắm đến những gì Lê Văn Vân làm ở khu tội ác, cuối cùng còn chủ động đưa đám người Lê Văn Vân ra ngoài. Đại ca, lại nói nữa, chúng ta đã không ở đây đến 5 năm rồi đấy. Lý Thu bước vào trong trang viên nói, 5 năm, năm không gặp, nơi này vẫn giống như 5 năm, năm trước, gần như không có thay đổi gì. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng. Trang viên này vẫn giống như 5 năm, năm trước đây thảm thực vật hầu như không thay đổi, rõ ràng là ngày nào cũng có không ít người ở đây giữ gìn. Sau khi bước vào, có rất nhiều ngôi nhà. Những ngôi nhà này đều là những công trình kiến trúc theo phong cách châu Âu, bản thân Hotsis là người phương Tây. Chẳng bao lâu, bọn họ được đưa vào một đại sảnh sang trọng, và trên chiếc ghế sofa lớn bên trong, một người đàn ông mặc vest đi giày da đang ngồi. Đó, trông ông ta khoảng 40 tuổi, khuôn mặt lai tây, vô cùng đẹp trai. Ông ta có dáng người khôi ngô, trong tay đang cầm ly rượu đỏ khẽ lắc. Sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đến, khóe miệng ông ta nở một nụ cười tươi và nói: "Lê Văn Vân, 5 năm, năm không gặp, không ngờ bây giờ cậu lại thảm đến vậy, ngay cả chân khí cũng bị phế." Lê Văn Vân nhướng mày. Thực ra, Hollis này mang lại cho Lê Văn Vân một cảm giác rất lạ. Ông ta sống ở đây quanh năm, không giao tiếp với thế giới bên ngoài nhưng lại biết rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài ví dụ như thiên bảng, địa bảng, nhân bản đều là do những người dưới quyền Hotzis lập ra. Hotzis, tôi tới đây không phải để ôn chuyện với ông. Lê Văn Vân khoát tay nói. Tôi biết, nói đi, muốn tôi giúp cậu làm gì? Hotzis mỉm cười, nhưng lại bày ra bộ dạng khách khí. Tuy nhiên, thân sắc của Cố Bạch và Lý Thu đều khá bình tĩnh, sợ vị đứng thứ hai thiên bảng này nóng nảy làm khó dễ. Lê Văn Vân nhìn Hotzis rồi nói, "Tôi có một vài người bạn trước đó đã đến khu tội ác và mất tích ở khu đông rồi. Trong đó có một người quen, Hoàng Thi Kỳ đúng không?" Hotzis nhìn Lê Văn Vân nói, "Trước đó cô ta từng đến tìm tôi, nhưng bị tôi phải đến khu đông rồi." "Bây giờ họ đang ở đâu?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. "Chuyện này tôi không thể nói cho cậu biết." Hotzis nhấp một ngụm rượu đỏ nói, "Nói như thế nào nhỉ, có người đánh tiếng với tôi, chuyện của bọn họ không thể nói cho cậu biết." Ai đánh tiếng với ông? Bùi Nghênh Tùng, Lê Văn Vân trầm ánh mắt. Cái này cậu không cần thiết phải biết, Hotzis nói. Lê Văn Vân nhướng mày, lập trường của Hotzis này rất kỳ lạ, dường như trong chuyện gì ông ta cũng đứng ở vị trí trung lập. Vậy giúp tôi điều tra một người, tôi cho ông xem ảnh, Lê Văn Vân nói. Chương 669, chúng ta trực tiếp qua đó đi. Tôi muốn 100 triệu, ở chỗ các ông cũng có ngân hàng, hơn nữa ngân hàng đều do ông điều hành ông trực tiếp đưa thẻ cho tôi, bỏ vào trong đó 100 triệu. Đến khi nào tôi rời đi thì sẽ đưa lại thẻ ngân hàng cho ông. Sau khi Lê Văn Vân nói xong, Hotzys cười nói, "Lê Văn Vân, cậu nghĩ bây giờ cậu vẫn như 5 năm trước sao?" Lê Văn Vân khẽ cau mày. "Tiền, một xu cũng không có. Nếu muốn có tiền, các cậu đi ra ngoài cướp cũng được, đi làm việc kiếm cũng tốt, đều không liên quan gì đến tôi cả." Hotzys cười tủm tỉm nói, "Hơn nữa Lúc này đây cậu muốn rời khỏi cũng không đơn giản như 5 năm trước đâu." Lê Văn Vân cau mày, sau đó cười gần nói, "Thật sao? Tôi cam đoan, ông vẫn sẽ giống như 5 năm trước, cầu xin tôi rời đi." Hotzis lắc ly rượu vang đỏ, rồi điềm nhiên nói, "Tiễn khách." Tiếp xúc giữa hai người rất đơn giản, giao tiếp cũng rất đơn giản. Sau khi đi ra khỏi trang viên của Hotzis, Lý Thu mắng mỏ, "Hotzis này quá keo kiệt rồi, thế mà chẳng cho một xu nào." Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tiền từ bên ngoài không thể dùng ở đây được. Còn có thể làm sao bây giờ nữa? Tìm một công việc trước đi. Lê Văn Vân mắng, trước khi chân khí của tôi khôi phục thì vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Chúng ta có không ít kẻ thù ở đây đấy. Lý Thu gật đầu nói, tôi biết, mụ nội nó, chúng ta thế mà phải đi làm, nghĩ đến là đau đầu. Dạ Lai Hương là ở khu Tây nhỉ? Lúc này, Cố Bạch đột nhiên nói. Lê Văn Vân gật đầu nói, chúng ta trực tiếp qua đó đi. Được, hai người bọn họ gật đầu. Ba người lại lên đường, vừa đi cố bạch vừa giới thiệu, dạ lai hương này ở đây được coi như là tầm trung, một lần tiêu phí khoảng một ngàn luka. Lại nói tiếp, tôi vẫn rất hoài niệm người đứng đầu bảng chỗ bọn họ. Cô gái tên Trần Hương không biết năm năm nay sống có tốt không nữa. Lê Văn Vân và Lý Thu không nói nên lời. Anh chàng này, thật đúng là tên háo sắc, Nhà thám hiểm có tiếng của người gác đêm. Anh tìm được đường là được, Lê Văn Vân nói không nên lời. Ngay sau đó, Cố Bạch vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ về nơi đó, đồng thời cuối cùng thở dài nói, mẹ nó, hiện tại không có tiền rồi, muốn đi nơi này chơi một chút cũng khó khăn rồi nha. Lại đi thêm một tiếng đồng hồ nữa, trên đường đi coi như suôn sẻ, không có ai đến quấy rầy bọn họ. Không lâu sau họ đến cửa gia Lai Hương. Chương 670 giao người cho tôi rồi tôi sẽ lập tức rời đi. Cùng lúc đó, anh bắt đầu đánh giá người này. Một người phụ nữ trung niên, ngoài 40 tuổi, có hơi béo rồi, nhưng có thể thấy nhận ra được nếu trẻ đi 20 tuổi, dáng người khôi phục lại một chút thì chắc hẳn bộ dạng cũng được. Ngày hôm qua, một người bạn của tôi được người của các người đưa đến đây. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, giao người cho tôi rồi tôi sẽ lập tức rời đi. a à, má mì kia ngồi xuống ghế sofa, sau đó với tay với hai người đang ngồi quầy lễ tân. Có thể kinh doanh một nơi như vậy ở thành phố này, và lại đã mở rất nhiều năm, cho dù là quy mô vừa nhỏ, nhưng thế lực sau lưng bà ta ở nơi này hẳn là cũng không nhỏ. Hình như các cậu có nhầm lẫn gì thì phải. Má mì ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ rồi châm lửa. Ngay sau đó, trong mắt bà ta hiện lên một tia khinh thường, nhìn đám người Lê Văn Vân nói, nếu các cậu là nữ, muốn ở lại nơi này thì được thôi. Còn nếu là mấy thằng đàn ông thì tôi không có hứng thú. Nhắc nhở một lần cuối cùng, muốn cút đi đâu thì cút đi. Trong lúc nói chuyện, ở quầy lễ tân và bên trong hành lang, có người nhanh chóng đến gần. Ba người Lê Văn Vân đã bị bao vây. Lê Văn Vân nhướng mày, sau đó cười nói, sao người, tôi lập tức rời đi. Không nhìn thấy người, tôi sẽ không đi. Hình như các cậu không hiểu được nơi này là nơi như thế nào người phụ nữ trung niên bày ra vẻ mặt khinh thường để bọn họ hiểu đây là nơi nào keng đúng lúc này tiếng rút đao đột nhiên vang lên cổ bạch rút đao ra trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ai động người đó chết người phụ nữ trung niên khẽ cao mày khóe miệng nhếch lên khinh thường hỏi chật chật xem ra ở bên ngoài cũng là người đến từ thế giới ngầm nhưng ở đây khác với những nơi khác đấy nói rồi bà ta cũng không vội ra tay, mà trước mắt đã nhìn về phía quầy lễ tân. Quầy lễ tân nhanh chóng lấy ra một chiếc máy bộ đàm và nói, mau chóng lại đây, chỗ chúng tôi có người gây chuyện. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía ba người Lê Văn Vân nói, ba người các cậu mới tới, tôi vẫn khá là dễ nói chuyện. Tôi khuyên các cậu một câu, bây giờ mau cút đi. Đợi lát nữa đám người kia đến, nếu muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Người của chúng tôi đang ở sòng bạc bên cạnh. Lê Văn Vân hơi vặn cổ, anh mẹo cổ nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói, người không tới, tôi không đi được. Ồ, đúng rồi, tôi còn muốn biết là ai đưa cô ấy tới đây. Tôi cho các người thời gian 5 phút, đưa cô gái ngày hôm qua vào trong tiệm của các người ra đây hết cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đập tiệm của các người. Audio điện tử võ tấn bền Chương 671 dường như rất có nghĩa khí. Cậu ta mở đám đông ra, thấy được ba người Lê Văn Vân bị vây trong đám đông. Nháy mắt tiếp theo, thân thể cậu ta cứng đờ, đồng tử bất chợt co rút lại, nhìn ba người Lê Văn Vân một cách hết sức kinh hãi. Ngay sau đó, toàn thân cậu ta cũng bắt đầu trở nên hơi run. Sao, sao, lại là các anh, cậu ta hoảng sợ thất thanh nói. Yo, sư tử nhỏ, bây giờ càng ngày càng oai phong nhỉ. Vào lúc này, cố bạch cười tâu tuyết hỏi. Ai đi? Dạ Lai Hương, đây là một trong những nơi tiêu dùng trung cấp ở khu tội ác. Bởi vì còn sớm, lúc này không có quá nhiều người, ở quầy lễ tân có rất nhiều người đứng ở đó, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn dại ra. Thủ lĩnh của bọn họ, sư tử nhỏ có tiếng ở khu tội ác. Ngao húc, lúc này đối mặt với ba người mới tới, toàn thân đang run lên vì sợ. Yo, sư tử nhỏ, bây giờ càng ngày càng oai phong nhỉ. Cố bạch cười như không cười nói, sau đó đi tới trước mặt sư tử nhỏ, hơi giơ tay lên, vỗ hai cái vào mặt sư tử nhỏ. Khi cố bạch vỗ hai cái này, cơ thể của Ngao Húc càng run rẩy kịch liệt hơn. Bích, lúc này, cậu ta không thèm để tâm đến mặt mũi, trực tiếp bịch một tiếng quỷ dạp trên mặt đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Anh, anh, anh bạch, sư tử nhỏ nuốt nước bọt, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp rồi. Bên cạnh, tất cả mọi người đều sắp rơi cầm xuống đất bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa cũng trợn mắt há mồm ngồi đó động tác của bà ta hoàn toàn bị cố định điếu thuốc trên tay cũng không hút điếu thuốc tự động cháy hết cho bụi rơi trên thảm trên sàn ngao húc đưa mắt nhìn về phía lê văn vân thấy ánh mắt lê văn vân trầm như nước trái tim ngao húc chìm xuống chìm xuống đáy vực cố bạch đừng hù chết sự tử nhỏ chứ lý thu lúc này mới mở miệng nói sư tử nhỏ những người không liên quan bảo bọn họ cút đi hết gọi người quản lý chuyện của giả dạ lai hương lên đây ngao húc không dám do dự cậu ta nói nhanh mọi người lui ra sư tử vài người bày ra sắc mặt có chút rối rắm dường như rất có nghĩa khí nếu không muốn chết thì cút ngay khỏi đây ngao húc mắng những người đó vẫn có hơi không muốn nhúc nhích nhìn cách ăn mặc của đám người lê văn vân là biết chỉ là người mới đến bọn họ không thể hiểu tại sao ngao húc lại e ngại mấy người mới đến này như vậy nhưng sau khi nghe được Ngao Húc nói như vậy, những người khác cũng không dám ở lại, tất cả đều lui xuống phía dưới. Cuối cùng ở quầy lễ tân chỉ còn lại người phụ nữ trung niên, Ngao Húc, ba người Lê Văn Vân. Ngao Húc lúc này mới nhìn về phía Lê Văn Vân nói, "Vân, Vân." Chương 672, "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi." Nói xong, anh nhìn người phụ nữ trung niên và nói với giọng điệu âm trầm lạnh lẽo, "Tốt hơn hết bà nên cầu nguyện cô gái này không bị thương tổn gì đi." anh cũng không nói câu kế tiếp nhưng người phụ nữ trung niên biết rõ câu kế tiếp sốt cuộc có ý gì bà ta có hơi thấp thỏm ở phía sau ngao húc nhanh chóng nói anh vân bình thường kỳ thật em luôn ngàn dặn vạn dặn bảo bọn họ đừng làm chuyện như thế này ở một nơi như khu tội ác thật ra có rất nhiều phụ nữ sẽ chủ động đến với bọn em để sinh tồn chuyện này thực sự không liên quan gì đến em cậu ta muốn trốn tránh một chút trách nhiệm nhưng Lê Văn Vân chỉ khẽ liếc cậu ta một cái, không nói gì. Bọn họ được người phụ nữ này dẫn đường, đi xuống từ tầng 2, sau đó đi qua một hành lang bên trong và đi vào một sân sau. Người phụ nữ trung niên bước đến trước của một căn phòng, bà ta nuốt nước bọt nói, ở, ở, ở đây, canh chừng bà ta, Lê Văn Vân nói với cố bạch. Sau đó, anh đẩy cửa bước vào. Ngay khi cửa được mở ra, Lê Văn Vân liền bị một mùi hôi thối khó tả ập vào mặt. Căn phòng là một phòng chứa đồ, bên trong trồng chất không ít thứ và nhiều loại đồng phục. Mà ở trong phòng, một người đang ngồi trên mặt đất, đầu tóc rối bù một chút, quần áo lấm lem vết máu. Mùi hôi là phát ra từ người cô ấy. Trên đùi cô ấy bị trói lấy bằng công chân, còn chân ma sát rách cả da, trên chân máu tươi đầm đìa. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua đã nhận ra, cô gái này đúng là Liễu Ngọc. Cô ấy dường như cũng cảm giác được có người đi vào, liền lặng lẽ ngẩng đầu, trong mắt ngoài vẻ sợ hãi vẫn là vẻ sợ hãi nhìn thấy có người tới cửa hai tay cô ấy nâng lên che chắn thân mình không ngừng cuộn mình vào phía bên trong khản giọng nói đừng đánh tôi đừng đánh tôi trong giọng nói mang theo nức nở và tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này trái tim lê văn vân gần như tan nát liễu ngọc là em họ của anh cô bé này từ nhỏ đã đi theo sau anh cho đến lớn tuy sau này có chút hiểu lầm nhưng anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cho liễu ngọc như em gái Tất cả những gì Liễu Ngọc đang trải qua bây giờ đều là do bản thân anh nên mới có thể như thế. Lúc này, thân thể anh cũng khẽ run lên, anh không nói chuyện, cũng không quay đầu lại nhìn hai người phía sau. Anh cởi áo khoác của mình rồi bước vào trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ của Lê Văn Vân, trái tim của người phụ nữ trung niên và Ngao Húc đập dữ dội. Xong rồi, hai người cùng lúc nghĩ. Ngao Húc không dám nhúc nhích, còn người phụ nữ trung niên kia đã muốn chạy ra ngoài bà chạy đi đâu cố bạch túm lấy bà ta và ném qua vai hung ác đập người phụ nữ trung niên xuống đất lê văn vân đi tới trước mặt liễu ngọc liễu ngọc nhìn thấy có người tới gần thì sợ tới mức gần như phát điên a à, đừng tới đây đừng tới đây cô ấy hét lên thất thanh chỉ mới một đêm mà thôi rốt cuộc ngày hôm qua cô ấy phải chịu tra tấn kiểu gì mà khiến tinh thần suy sụp đến như vậy doãn thị đan đem trong lòng lê văn vân ngùn ngụt lửa giận anh vội vàng quỳ xuống, cầm áo khoác lên người Liễu Ngọc, dịu dàng nói, Liễu Ngọc, là anh. Là anh, Lê Văn Vân, anh tới cứu em đây. Em mở to mắt nhìn xem, là anh nè. Liễu Ngọc dường như nghe thấy tên của Lê Văn Vân, thân thể run rẩy của cô ấy hơi dừng lại. Sau đó Lê Văn Vân trải lại mái tóc rối bù cho cô ấy, ánh mắt Liễu Ngọc nhìn về phía Lê Văn Vân, liền nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Lê Văn Vân. Nước mắt trào ra. Anh trai, anh trai, cô ấy hét lên khàn khàn, sau đó cả người lao về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vòng tay ôm cô ấy, dịu dàng nói, không sao, không sao rồi, anh đưa em về nhà. Chìa khóa, Lê Văn Vân nhẹ giọng nói với bên ngoài. Người phụ nữ trung niên bị cố bạch dẫm trên mặt đất, vội vàng nói ở ngăn kéo bên cạnh cậu. Lê Văn Vân kéo ngăn kéo ra, tìm chìa khóa và cởi cùng chân cho Liễu Ngọc. chương 673 tôi cần tiền. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lúc này người phụ nữ trung niên cảm thấy mọi chuyện có gì đó không? Đúng, bà ta không để ý đến biểu cảm của Lê Văn Vân, nhưng Lê Văn Vân càng không nói lời nào thì bà ta càng cảm thấy sợ hãi. Ngao húc nuốt nước bọt, không dám mở miệng, cậu ta nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên trên mặt đất, thở dài một hơi, nhanh chóng đi theo đám người Lê Văn Vân ra ngoài. Bọn họ đi xuyên qua hành lang ở tầng 1, lúc này, Phía sau vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bị thảm. Khi đi đến cửa tầng 1, Lê Văn Vân mới dừng lại. Anh có thể cảm giác được toàn thân Liễu Ngọc vẫn đang run rẩy trong vòng tay anh. Ngao Húc hơi run rẩy đi tới trước mặt Lê Văn Vân. Cậu ta lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn, loại thuốc lá này trước kia ở khu tội ác chừng 30 Luca một gói, cũng không tệ lắm. Anh lấy một điếu. Nhìn thấy Lê Văn Vân lấy điếu thuốc Ngao Húc mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cậu ta biết Lê Văn Vân sẽ không giận chó đánh mèo lên đầu mình nữa. Cậu ta nhìn Lê Văn Vân và nói, anh Vân, em thực sự không biết chuyện này. Bình thường em cũng không quan tâm bọn họ làm gì, em chủ yếu phụ trách việc trong sân và thu chút tiền từ trung gian. Nếu em biết đây là em họ của anh, đêm qua em đã làm thịt mụ đàn bà ngu ngốc này. Lê Văn Vân khoát tay áo, điềm nhiên nói, sắp xếp xe đưa chúng tôi về. Hơn nữa, tôi cần tiền. Ngao Húc sửng sốt một chút, sau đó nghiến răng nói, chờ một chút. Nói xong, cậu ta chạy ra ngoài, mấy phút sau liền lái xe dừng ở ven đường. Đây là một chiếc xe hơi bình thường màu đen sedan. Sau khi dừng xe, cậu ta bước từ trên xuống, lấy một sấp giấy bút đưa cho Lê Văn Vân rồi nói, anh Vân, đây là... Hai vạn Luca, em đã gom góp tạm thời từ các anh em. Anh cũng biết, kỳ thật tiền em kiếm được cũng không nhiều, phải nuôi sống cả một đám anh em. Hiện tại bố em cũng giả đi. Đủ rồi, Lê Văn Vân xua tay nói, mặt khác cũng đừng loạn tin về việc tôi đã trở lại khu tội ác ra ngoài. Em hứa sẽ kín tiếng như miệng bình, anh yên tâm đi." Ngao Húc vội vàng nói. Lê Văn Vân nhìn cậu ta một cái, không nói gì nữa. Lại mấy phút nữa trôi qua, Cố Bạch mới đi ra từ phía sau. Anh ta cười với Lê Văn Vân và nói, "Xong rồi." Chương 674: Tìm việc kiếm tiền. Mặc dù bây giờ Liễu Ngọc đã trở lại, Lê Văn Vân không cần đến khách sạn Fest, ở một mức độ nào đó, anh coi như đã tạm thời giải quyết sự việc với đem. Nhưng Doãn Thị Đan là người đã đưa Liễu Ngọc đến khu tội ác, Lê Văn Vân không có ý định buông tha. Vốn dĩ kế hoạch của anh là dò hỏi thông qua Hotzis, với khả năng nguồn tình báo của Hotzis ở khu tội ác thì vô cùng đơn giản. Nhưng cháu trai Hotzis này hiện tại lại không muốn giúp Lê Văn Vân, cho nên Lê Văn Vân chỉ có thể dựa vào chính mình được thôi ngao húc vội vàng nói em nhất định đi thăm dò giúp anh tìm được thì liên hệ với anh như thế nào lê văn vân nhìn thoáng qua cậu ta rồi nói đến lúc đó cậu xuống xe ở chỗ này rồi để lại một ký hiệu tôi nhìn thấy thì tôi sẽ tới tìm cậu ngao húc gật đầu nói vậy cũng được em thường trú ở một sòng bạc ngay bên cạnh giả lai hương vừa rồi lê văn vân nhìn cậu ta một cái thật sâu nói được cậu trở về đi đợi cho cậu ta lái xe rời đi ba người lê văn vân mới đi về phía nhà của lại tuấn trên đường trở về những người hàng xóm gần nhà lại tuấn đều nhìn lê văn vân với ánh mắt không mấy tốt đẹp lê văn vân không để ý lắm trực tiếp đẩy cửa ra ôm liễu ngọc vào trong nhà phạm nhược tuyết và trương vãn hà thấy lê văn vân ôm một người trở về nên nhanh chóng đến đón giúp chút việc lê văn vân nói với phạm nhược tuyết phạm nhược tuyết gật đầu dưới tình huống lê văn vân ôm liễu ngọc phạm nhược tuyết nhanh chóng kiểm tra một lúc sau cô mới thở phào nhẹ nhóm đều là vết thương ngoài da nhưng tinh thần đã chịu đả kích rất lớn rồi cần phải có thời gian mới khôi phục lại được nhưng mà yên tâm đi có em ở đấy bấy giờ lê văn vân mới thở phào nhẹ nhóm vãn hà đi đun chút nước tắm rửa cho nó trước em đi đun nước lại dĩnh vội vàng chạy về phía phòng bếp một lúc sau nước đã được đun sôi sau đó họ đưa Liễu Ngọc vào nhà vệ sinh, lại dính cũng chạy đến giúp. Nhà đầu này tuy không lớn tuổi nhưng rất có năng lực. Có thể đây chính là con nhà nghèo biết việc sớm cũng nên. Sau khi tắm rửa xong, bọn họ đưa Liễu Ngọc lên lầu 2. Giường của bọn họ đều là giường cứng chưa xử lý nhiều. Lầu 2 có 4 phòng, như trước đó, một phòng đã được Phạm Nhược Tuyết dọn dẹp, dùng làm phòng y tế của cô, ba phòng được sử dụng để ở. Chương 675, là bọn họ. Đang nói chuyện thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó âm thanh tu 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 vang lên. Lại dĩnh chạy tới cửa nói, anh trai, bố em tìm các anh. Thực ra Lê Văn Vân đã nghe được, phía dưới ngoài vợ chồng lại Tuấn còn có một người khác. Các em cứ ở ngay trên lầu đi, cố bạch, chúng ta đi xuống thôi, Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà. Bọn họ xuống dưới lầu, Lê Văn Vân phát hiện ngoài lại Tuấn và vợ ông ta, còn có một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đứng bên ngoài trông hơi giống một bartender là bọn họ nhìn thấy lê văn vân đi xuống người giống như bartender kia nhìn lên nhìn xuống ba người lê văn vân và hỏi lại tuấn gật đầu nói ừ ừ là bọn họ cậu xem bọn họ thế nào sau khi lại tuấn nói xong trên mặt còn mang theo một chút vẻ khẩn trương người thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn đám người lê văn vân từ trên xuống dưới trong lòng Lê Văn Vân khẽ lột bộp, có phần không rõ lắm về tình huống. Chẳng lẽ chỗ này thực sự không có người tốt, bọn họ giả làm người lương thiện sau đó bán mình qua tay. Lê Văn Vân nghi ngờ mà nghĩ. Cố Bạch Thận trọng nhích người đến bên cạnh Lê Văn Vân. Nếu tên này là cao thủ thì bây giờ anh ta phải đảm bảo an toàn cho Lê Văn Vân mới được. Thân hình cũng không tệ lắm, ở bên ngoài chắc là đều từng rèn luyện. Tình huống thân thể đều rất tốt, người thanh niên gật đầu nói, nếu đến làm việc trong quán bar của chúng tôi thì không phải là vấn đề lớn đã thế lại là người ông đề cử thì tôi cần hết vẻ mặt của lại tuấn hơi vui vẻ bên cạnh chu linh cũng trở nên vui vẻ nói tôi đã nói rồi mà mấy thằng nhóc này không tệ nhất định sẽ đi làm được lê văn vân sửng sốt một chút đi làm ở quán bar lúc này lại tuấn vội vàng nói lê văn vân nào để tôi giới thiệu cho cậu một chút đây là trần ngôn thông quản lý của quán bar giả dạ sắc trước đó cũng từng sống ở đây, nhưng hiện tại đã chuyển đến trung tâm của khu đông. Hôm nay chúng tôi để đưa rau thì vừa vặn gặp cậu ấy ở cửa quán ba, lúc đang tán gẫu thì cậu ấy nói đang tuyển bồi bàn cho quán ba, tiền lương trả theo ngày, một ngày 150 luka. Thế nên chúng tôi mới nghĩ đến các cậu, bảo cậu ấy về xem thử. Nhân viên phục vụ trong quán ba, tính ra thì lượng khoảng 4.500 luka mỗi tháng. Đương nhiên làm bồi bàn trong ba thì thỉnh thoảng cũng có tiêu vặt, nói chung lại thì tiền lương thực tế cũng không tệ lê văn vân mấy người cố bạch liếc mắt nhìn nhau một cái đúng lúc bọn họ đang muốn tìm một nơi làm việc thực ra kế hoạch của lê văn vân là để mấy người bọn họ làm riêng ba người vào ba ngành quán ba xem như nằm trong kế hoạch của bọn họ bây giờ bọn họ cần thu thập tin tức về đám người khương vĩ một nơi như quán ba đường nhiên là được ngoài ra lê văn vân còn dự định cho cố bạch người đang có thân thủ tốt nhất gia nhập vào một thế lực lăn lộn trong đó. Thu nhập chính phải do cố bạch kiếm, kiếm tiền trong những thế lực đó là nhanh nhất. Nhưng bây giờ lại Tuấn đã đích thân giới thiệu công việc cho bọn họ, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối. Và lại khoản thu nhập này cũng tạm được, nếu thực sự thiếu một ít tiền thì cứ để bọn cố bạch và Lý Thu cướp thêm chút tiền cũng ổn. Vậy thì cảm ơn, Lê Văn Vân nói nhanh với Trần Ngôn Thống. Audio điện tử võ tấn bền chương 676 truyền thụ y thuật cho nó. Các cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cơm, một lát nữa sẽ gọi các cậu ha, Chu Linh nói với đám Lê Văn Vân. Lại tuấn cao mày, lúc này Lê Văn Vân chủ động nói, chú lại, chờ sau khi bạn cháu kiếm được tiền thì hàng tháng đưa phí sinh hoạt cho chủ nhé. Bấy giờ lại tuấn mới hớn hở mặt mày, cười nói, vậy được, về sau tiên sinh hoạt của chúng ta chia đều cho đầu người. Lê Văn Vân gật đầu, lại hàn huyên thêm vài câu, anh về lại trên lầu. Khi Phạm Nhược Tuyết nghe nói ba người Lê Văn Vân muốn đi làm bồi bàn ở quán ba, đầu tiên cô và Trương Văn Hà sướng sờ một lúc, sau đó che miệng cười. Đường đường là cựu số 0 của người gác đêm, người gác đêm số 12 hiện tại và người gác đêm số 15, vậy mà lại phải đến quán ba làm nhân viên phục vụ, các cô vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy buồn cười. Phạm Nhược Tuyết cười tâu tuét, nói, như vậy không tệ ngày khác em và vãn hạ đi ủng hộ cho việc làm ăn của các anh lê văn vân nói không nên lời đừng tiền của các em đều là do bọn anh kiếm được đấy phạm nhược tuyết thở ra một hơi rồi nói được rồi được rồi đùa các anh thôi mà đúng rồi em dự định ngày mai sẽ đi mua vài tấm chăn và khăn trải giường ngoài ra em còn dự định đi mua mấy bộ sách tự mình dạy cho bé nha đầu một chút má nó Lúc này Cố Bạch lên tiếng, cô dự định nhận con bé nhà đầu làm đồ đệ à? Truyền thụ y thuật cho nó. Phạm Nhược Tuyết bĩu môi nói, giờ mới đầu vào đầu chứ. Chúng ta sẽ không ở đây được lâu, nếu có thể đưa bọn họ đi ra ngoài thì tôi mới có ý này. Đến lúc đó tôi sẽ tự tay dạy bé. Lê Văn Vân sáng ngời hai mắt, nói, bác sĩ Phạm, anh cũng muốn học. Em cũng tự tay dạy anh đi. Cút, ánh mắt Phạm Nhược Tuyết trở nên lạnh lẽo trực tiếp đá một cước về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bị đá một cước vào mông, nhưng cũng không tức giận. Anh xoa mông nói, bây giờ chuyện của Liễu Ngọc đã xử lý tạm ổn rồi. Bước tiếp theo là đi tìm mấy người Khương Vĩ và Thi Kỳ. Ngoài ra còn có hai sự việc chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. Mọi người đều nhìn anh. Việc đầu tiên là loại bỏ người của Đem ở đây. Thứ hai, tôi nhận được tin từ Hồng Mai Quế Bùi Ninh Tùng rất có thể đang ở trong khu tội ác này. Điều quan trọng nhất là có lẽ bên cạnh Bùi Nginh Tùng có một số cao thủ, thậm chí là siêu cấp. Ông ta đã triệu hồi một ít một số người gác đêm mở nhà từ thế giới ngầm. Nói đến đây, Lê Văn Vân thở dài nói, lần này đến khu tội ác, ngoài việc tìm kiếm mấy người Liễu Ngọc và Thi Kỳ ra. Bùi Nginh Tùng là người chúng ta phải giải quyết. Thủ phạm chính trong trận chiến 3 năm trước, Lâm Thiếu Hoa đã chết, Bùi Nghinh Tùng và đem cũng không thể trốn thoát nếu là siêu cấp thì anh phải mau chóng khôi phục chân khí mới được đó. cố bạch cao mày nói. lê văn vân thở dài một hơi nói, tôi cũng muốn mau chóng khôi phục. nếu tôi khôi phục rồi, hôm nay khi đối mặt với hotzis, ông ta không nói cho tôi biết tin tức thì tôi sẽ trực tiếp cho ông ta hai đầm. đứa cháu này nhất định biết tin tức của bùi ninh tùng. sau khi hấp thụ ba miếng long cốt trước đó, lê văn vân ngay lập tức giết chết hai tên siêu cấp, và lại thực lực của hai người đó cũng mạnh không kém giản hưng người đứng thứ bảy trên thiên bảng. Khi đó, Lê Văn Vân đánh giá mình có thể đủ để cạnh tranh với tên đem bị gãy cổ tay đứng thứ ba trên thiên bảng rồi. Nếu khôi phục, anh còn phải nghĩ cách hấp thu hai miếng xương còn lại trong tay Minh Sùng. Cho dù là hot seas, anh cảm thấy cũng không phải không có cơ hội. chương 677, Lê Văn Vân đã đến chưa? Trên bãi biển, ánh mặt trời lặn nghiêng nghiêng. Ở đây, người thống trị đến từ thành phố này đích thân đến đây để nghinh đón Minh Sùng nếu chuyện này xảy ra với những người khác sẽ là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ hotzis đích thân chào đón một người đến hòn đảo này là tin tức rất lớn trên mặt minh sùng vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ trên mặt không có biểu tình gì nhìn bàn tay vươn ra của hotzis anh ta cũng không có vươn tay bắt lấy liếc mắt nhìn một cái sau đó lại rời ánh mắt nhìn về phía nhóm người phía sau ông ta cao mày nói tôi không thích giao thiệp với nhiều người như vậy hotzis đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó xua bàn tay to mọi người rời đi toàn bộ cậu ở lại giao lộ đợi một lát nữa lái xe cho chúng tôi sốt phía sau mấy chục người đều nhanh chóng lui ra ngoài toàn bộ xét từ góc độ thân thủ mấy chục người này đều có thân thủ đỉnh cấp đây là khu tội ác thế lực ở nơi này hầu như không kém người gác đêm hoa hệ bao gồm cả sức chiến đấu đỉnh cao mọi người đã rời đi chỉ còn lại hai người hotzis và minh sùng minh sùng vẫn không đưa tay ra bắt tay mà trực tiếp đi ngang qua hotzis sau đó chậm rãi đi về phía quốc lộ đồng thời hỏi lê văn vân đã đến chưa đến rồi hotzis nói thằng nhóc này vẫn là cái dáng vẻ xấu xa trước kia vừa đến nơi là nó đã chạy đến chỗ tôi đòi người bà nó tôi đã từ chối nó trực tiếp rồi với tình huống hiện tại trong cơ thể không có chút xíu chân khí nào mà cũng dám chạy tới bản điều kiện với tôi nữa tôi đã làm theo lời cậu nói rồi Minh Sùng dừng bước chân, sau đó cau mày nói chuyện này là tự ông làm, không liên quan gì đến tôi. Hotsis nghiền người, sau đó cong môi nói tôi đã làm những gì đã làm. Dù sao trong cơ thể thằng nhóc này không có chân khí, với lại cho dù khôi phục, cậu ta có thể đánh bại giản hưng cũng đã đứng khoảng thứ năm trên thiên bảng ư? Ô, tôi có chuyện này chưa nói cho ông biết. Lý do khiến anh ta mất đi chân khí là vì đã tự sức bản thân đối phó với hai người lý đông dã và vân đạo tử ngoài ra còn có mấy chục cao thủ đỉnh cấp minh sùng nói sau đó lý đông giã đã chết phân đạo tử bị thương nặng và bị giam trong người gác đêm hotzis sừng sốt một chút sau đó cong cong môi nói ha ha chỉ là hai ông già thôi mà nếu để tôi ra tay đối phó chắc chắn sẽ không thê thảm như cậu ta ừ tôi còn cho cậu ta hai miếng xương rồng minh sùng vừa đi vừa nói hotzis đang cầm ly rượu vang đỏ ở phía sau lại bị choáng váng Lê Văn Vân đương nhiên không biết Minh Sùng đến đây, trên thực tế, Lê Văn Vân rất tò mò về bí ẩn của Minh Sùng. Anh cũng tò mò không biết người này là ai, theo cách nói của Trác Nhất Minh và bản thân anh thì anh ta là một người gác đêm. Anh ta ở trong tam hợp lâu lâu như vậy, không hề ló mặt ra ngoài hay nói chuyện với ai, nhưng anh ta lại biết mọi chuyện thế giới bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Chương 678 Ai muốn uống rượu với cậu? Là một người sử dụng đao Kỳ thật Lê Văn Vân biết loại đao này không thích hợp để chiến đấu cho lắm. Tất nhiên, thứ ghê người nhất là vết sẹo trên ngực anh ta. Trên ngực anh ta có một vết sẹo rất dài từ vai trái đến thắt lưng và bụng. Đánh giá trang phục của anh ta, Lê Văn Vân đại khái cũng có thể nhìn ra nguyên do. Có lẽ là ở một nơi như khu tội ác, vết sẹo và con dao lớn lộ ra có thể khiến người ta cảm thấy anh ta rất hung dữ. Khi lại Tuấn nhìn thấy người đó thì sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng mắng cút cút cút. Ai muốn uống rượu với cậu? Rõ ràng là lại Tuấn không chịu trò này của anh ta. Trực tiếp đẩy anh ta ra ngoài. Mấy phút sau, lại Tuấn mới trở về phòng, sau đó đóng cửa khóa lại. Cổ bạch cười hỏi, chú lại, người này là ai vậy? Về sau các cậu bớt giao thiệp với tên đó đi. Mọi người đều gọi cậu ta là Đạo Ba. Thằng nhóc này chẳng có bản lĩnh gì, suốt ngày cứ muốn tổ chức thế lực gì đó trên thực tế thì thuộc hạ chỉ có hai ba con mèo. Ở nơi này, đầu đầu cũng bị bắt nạt, có lẽ hôm nay khi các cậu đến chỗ tôi bị bọn họ nhìn thấy nên muốn lôi kéo các cậu nhập bọn ấy mà. Lại Tuấn nói, Lê Văn Vân ngẩn ra, té ra anh chàng này cầm chai rượu và vịt quay tới đây là định kéo mấy người bọn họ nhập bọn. Nhưng nhìn thái độ của Lại Tuấn đối với anh ta, tên này chắc cũng là kẻ khốn cùng, nếu không Lại Tuấn sẽ không có thái độ này với anh ta. Đã thế này, anh ta còn có thể cầm một chai rượu và một con vịt quay tới đây thế thì cũng coi là tràn đầy thành ý rồi cổ bạch và lý thu nhìn về phía lê văn vân khóe miệng lộ ra một nụ cười lại tuấn nói thêm buổi sáng ngày mai chúng tôi phải ra ngoài sớm đi đến chỗ hôm qua trở rau nếu là ban ngày thì các cô cậu cố gắng đừng đi ra ngoài chỗ của chúng ta đều là người nghèo sinh sống chỉ cần nộp phí bảo vệ đúng hạn thì vẫn khá là an toàn đợi ngày mai trời tối rồi tôi lại lái xe đưa các cậu đến quán ba dạ sắc đi làm lê văn vân gật đầu nói được vậy được chúng tôi tắm rửa đi ngủ trước đi các cậu có muốn đi tắm trước không tự đun nước đi lại tuấn hỏi lê văn vân lắc đầu nói cô chú đi trước đi ở chỗ bọn họ không có máy nước nóng nước nóng phải tự đun rồi cho vào xô để tắm được thôi lại tuấn liếc nhìn đám người lê văn vân sau đó đi vào bếp Bên trên có 4 phòng, một phòng đã được cải tạo thành phòng y tế, chỉ còn lại có 3 phòng. 6 người ở, ba người đàn ông Lê Văn Vân bị dồn vào một phòng. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, khoảng 6 giờ, Lê Văn Vân nghe thấy tiếng xe khởi động. Anh đứng dậy từ trên giường, đến ban công lầu 2 nhìn thoáng qua, phát hiện gia đình Lại Tuấn đã đi ra ngoài từ sớm. Đây là hiện trạng của những người nghèo nhất ở khu tội ác. Bọn họ làm việc rất chăm chỉ và mệt mỏi, nhưng vẫn phải vật lộn để kiếm sống. Tất nhiên, anh biết rằng những người như vậy có ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chương 679 chúng tôi sẽ gia nhập cùng anh. Anh ta vẫn mang theo chai rượu và con vịt quay ngày hôm qua, khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân trên mặt lộ ra tươi cười, "Ai tất cả đều ở đây à?" Đào Ba tự cầm rượu đi vào trong phòng khách, có vẻ anh ta khá quen thuộc với nhà lại Tuấn, còn chạy vào bếp lấy ra bốn cái chén bởi vì người đi xuống là ba người lê văn vân mấy người phạm nhược tuyết đều ở trên lầu anh ta đặt cái chén lên bàn rồi dùng túi vật liệu gia công mở vịt quay ra vịt quay đều đã được cắt rất tốt nào 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 các anh trai uống một chút nhé đạo ba mở rượu ra rồi rót một ít vào trong chén của mỗi người lê văn vân phát hiện chai rượu này trước đây đã mở ra anh ta cũng không rót nhiều lắm một người rót chừng nửa phần sau đó ho khan một tiếng rồi nói cái đó uống xong rồi tôi rót tiếp. Cố Bạch và Lý Thu đều không động đậy gì. Bọn họ nhìn Lê Văn Vân, trong khi Lê Văn Vân lại nhìn đao ba, trong lòng có hơi buồn cười. Cây Âu, đều đứng đó làm gì vậy? Để tôi nói cho các anh biết, ở khu tội ác này, muốn uống một ly rượu không dễ dàng như vậy đâu. Đi theo anh đao ba tôi, tôi mới có khả năng đưa các anh đi uống một ngụm rượu. Đạo ba nói đến đây thì vỗ ngực mình. Đừng có đứng được ra đó nữa, tới ngồi đi không phải là các người coi thường tôi đấy chứ anh đao ba cau mày hỏi tôi biết rồi chắc hẳn là tên lão lại kia lại nói xấu tôi với các anh đúng không tôi nói cho các anh biết tôi xuất thân nghèo khó chờ tôi trở thành đại ca của một vùng rồi tôi sẽ bảo kê bọn họ miễn phí hoàn toàn không thu phí bảo kê của bọn họ lê văn vân thầm bĩu môi trong lòng nói nhìn anh như vậy thì thế quái nào cũng nghèo kiết ấy chứ lê văn vân cười nói không có làm sao có thể anh ngồi xuống đao ba chủ động cầm chén lên chạm chén với đám người lê văn vân nhấc một ngủ phát ra âm thanh do vị cay của rượu anh ta họ một tiếng rồi nói nào con vịt này muốn ăn cứ ăn ở khu tội ác không phải ai cũng có thể ăn thịt được đâu đi theo anh đao ba tôi tôi có thể đảm bảo các người được ăn một miếng như vậy giọng anh ta trầm xuống phát hiện ra ba người lê văn vân đã cầm vịt quay lên cắn nhìn tốc độ ăn của đám người lê văn vân Đào ba nghĩ rằng nếu mình tiếp tục chém gió nữa thì con vịt sẽ bị ba người Lê Văn Vân ăn hết mất. Anh ta có chút đau lòng, cũng vội vàng cầm lên cắn mấy miếng. Mấy phút sau, trước mặt chỉ còn lại một đống xương. Đào ba nhìn đống xương trước mặt đám người Lê Văn Vân, trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó, anh ta vội ho khan nói, thật ra là lại Tuấn Hẳn cũng biết rồi. Tôi tới tìm các anh chính là muốn kéo các anh nhập bọn. Hiện tại tôi có một thế lực nhỏ, tương lai nhất định sẽ trở thành thế lực lớn ở đây chỉ cần đi theo tôi ba người các anh sẽ tiền đồ rộng mở chúng tôi đi theo anh chúng ta có thể nhận được gì chúng ta cần phải trả giá cái gì lý thu bên cạnh hỏi đạo ba suy nghĩ một hồi rồi nói rất đơn giản ở thành phố này cá lớn nuốt cá bé muốn có tiền thì các cậu phải đi theo đoàn đội mới được chúng ta có nhiều người rồi thì đi đâu cũng có thể được hoan nghênh đến lúc đó có tiền cho mọi người chia nhau có thịt cho mọi người ăn. Về phần cần phải làm gì? Nói đoạn, anh ta liếm môi nói tiếp, chính là lúc chúng ta đi sống mái tranh giành địa bàn với người ta thì phải liều mạng mới được. Thế nào, có muốn gia nhập cùng chúng tôi không? Đạo Ba hỏi. Lê Văn Vân đột nhiên cảm thấy anh chàng này khá thú vị. Anh gật đầu nói, vậy cũng được, chúng tôi sẽ gia nhập cùng anh. Đạo Ba sướng sờ một lúc, như không ngờ đám Lê Văn Vân lại vui vẻ đồng ý như vậy chương 680, em nhặt ve chai này để bán à. Anh ta dường như sợ đám người Lê Văn Vân uống hết chai rượu bia nên cẩn thận dùng một sợi dây thường treo quanh thắt lưng, sau đó cho xương vào túi vịt quay, rồi lại đem mấy chén rượu xuống bếp rửa sạch sẽ, đặt nó vào vị trí ban đầu. Tiếp đó, anh ta đi vào bên trong đại sảnh nói, nếu nhập bọn rồi, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Về sau khi nào có việc thì lại đến tìm các anh. Tôi đi trước nhé. Lê Văn Vân gật đầu, bởi vì nhận được thêm ba người, tâm trạng đau ba giường như không tệ. Anh ta ngân nga một bài hát rồi lắc lư bước ra khỏi cửa. Lý Thu Cao mày nói, đại ca, anh gia nhập với người này xem ra cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ cảm thấy người này khá là thú vị, có hơi muốn xem anh ta phát triển thể lực này của mình như thế nào. Lê Văn Vân cười nói, người này hiển nhiên không có tiền bạc gì, tựa hồ cũng không có năng lực gì, nhưng dám hình thành thế lực của mình cũng cần có dũng khí bởi vì ở một nơi như khu tội ác một khi có người muốn hình thành thế lực kết cục của anh ta thường không tốt cho lắm mà đao ba có dũng khí này bọn họ trở lại lầu tình trạng của liễu ngọc đã tốt hơn nhiều cô ấy được phạm nhược tuyết đỡ đến phòng khách lầu hai ngồi đang nói chuyện phiếm đó về lại lịch của lê văn vân và nơi này chính xác là gì lê văn vân đã giải thích cho liễu ngọc rõ một năm một người liễu ngọc nghe xong ngoài sửng sốt thì cũng không tìm được quá nhiều từ để hình dung chỉ là trên mặt của cô ấy vẫn còn rất sợ hãi. Điều mà đám người Lê Văn Vân có thể làm là giữ cho cô ấy cảm giác an toàn, để cô ấy có thể hồi phục chấn thương tâm lý càng sớm càng tốt. Đến trưa, gia đình lại Tuấn mới chở xe rau về nhà. Trên người bọn họ lại dính đầy bùn đất, nhưng cô bé lại dính này lại tỏ ra khá thích thú. Trong tay cô bé ôm một cái gói to, bên trong có vài cái chai rỗng. Nó vui vẻ chạy lên một căn phòng ở tầng 1. Bỏ cái chai trong túi vào một chiếc túi khác lớn hơn. Cô Bạch bước tới cửa, nhìn cô bé và hỏi, em nhặt phe chai này để bán à? Dạ, nhà đầu rất vui vẻ nói, cái túi này có thể đổi được 5 đồng Luca đấy. 5 Luca? Ở thành phố này, đối với những người nghèo mà nói, thu nhập thấp, giá cả cao, 5 Luca có thể chỉ mua được một cây kem que. Nghe vậy, sống mũi cô Bạch có chút đau xót, anh ta lại hỏi, vậy em bán kiếm tiền để làm gì? nhà đầu thì thầm em muốn để dành tiền mua cho mẹ chiếc nhẫn vàng một mục tiêu to lớn nhưng cô bé lại đang thực hiện từng chút một nghe vậy cổ bạch cảm thấy trong lòng hơi hoảng anh ta thở ra một hơi không hỏi nữa chu linh mua thêm gạo về bữa trưa cũng không có thịt thực ra dầu cũng rất ít nên bà ấy đã chiên thêm khoai tây vụn và thêm một nồi lớn rau luộc nhưng đám người lê văn vân không nói gì nhiều audio điện tử võ tấn bền